Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nhìn thấy hình ảnh con sông Châu Giang chảy cạnh thôn Thọ Vực và ngôi chùa Phả Quang, thôn Thọ Vực màu lâu đỏ cũng mới được khánh thành. Thôn Thọ Vực có hai ngôi chùa phía ngoài được gọi là ngôi chùa Phả Quang. Còn ngôi chùa phía trong kia thì được gọi là ngôi chùa Phả Am. Có hai ngôi chùa để người dân đi lễ chùa, lễ Phật được thuận lợi, thuận tiện. Con sông Châu Giang hiền hòa cũng là con sông đào. Qua quá trình phát triển của quê hương thì quê hương cũng phát triển theo đất nước. Đất nước thì đang trong thời kỳ đổi mới lên. Mọi miền quê nói chung, trong đó quê hương thôn Thọ Vực cũng phát triển theo lên, có những ngôi nhà rất là đẹp. Bây giờ người dân xây nhà thường là xây từ 2 tầng trở lên. Lên chúng ta thấy là ngôi làng tổng quan rất là tuyệt vời, nằm cạnh con sông hiền hòa, hai đầu là hai ngôi chùa và có hai ngôi đình. Nhưng bây giờ tập trung chính vẫn là vào đình Trung, còn đình Xuân thì bây giờ là hợp tác xã Lông nghiệp thôn Thọ Vực. Thật là tuyệt vời. Hôm nay Minh Cương đón một bác tới chơi nhà, tâm sự xưa và nay. Mời quý vị và các bạn cùng Minh Cương. Cháu xin được chào bác ạ. Rồi, bác xin chào cháu. Bác vui lòng cho cháu được biết là bác tên là gì và quê quán của bác gốc ở đâu và hiện nay ở đâu? Trước hết là phải tới đây là phải xin chào Lương Nghi Minh Cương. Dạ. Một người con trai của làng Thọ Vực. Vâng. Chúng ta là những cách có thể cách nhau là một thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Vâng. Thế thì bạn đã hỏi thì tôi xin tự giới thiệu mình. Tôi tên là Trần Xuân Tuyên. Vâng. Là con trai của làng Thọ Vực thuộc như gọi là ngành thứ năm, chi thứ năm của dòng họ Kiều thôn Thọ Vực. Vâng. Sở dĩ tôi lại không mang cái tên họ Kiều mà lại phải đổi thành họ Trần. Vâng. Là vì là đây là một trong những cái khúc quanh của lịch sử. Vâng. Vì là cụ thân sinh ra tôi ấy là tên thực chính của cụ là Kiều Xuân Tu, là đời thứ 10. Thế thì những năm trước là cụ đi tham gia hoạt động cách mạng theo chính phủ của Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 34-35 của thế kỷ trước. Vâng. Thế nên sau đó là đến năm 1942 thì cụ được chỉ thị của Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là đi sang bên Trung Quốc hoạt động. Vì chính vì đi sang Trung Quốc hoạt động cho nên là cụ phải thay tên đổi họ. Vâng ạ. Thế thì khi sinh ra chúng tôi thì thực ra nói thì là cứ mang theo cái tên họ Trần. Vâng. Thành ra là chúng tôi là cứ bị thành họ Trần, mang họ Trần. Chứ còn thực chất ra là tôi là đúng là họ Kiều. Và anh ở trong làng họ, ở trong họ Kiều làng Thọ Vực bây giờ. Vâng ạ. Đến đời tôi là đời gọi là lớn nhất. Vì các cụ đời thứ 10 là đã không có, là đi hết rồi. Gần đây, ví dụ như ở gần nhà ta đây là có bác Tranh là đời thứ 12 thì cũng đã là rất bác rất lớn tuổi. Vai thì thấp hơn tôi nhưng lớn đi. Bác cháu xin rõ bác tên là gì ạ? Tôi tên là Trần Xuân Tuyên. À, Trần Xuân Tuyên, thưa bác Tuyên, là tức là bác trước đây là người của con của quê hương thôn Thọ Vực, sinh ra ở đất Thọ Vực nhưng mà nay là công việc và công tác là không ở thôn Thọ Vực, mặc dù đây vẫn là quê của Thọ Vực. Thì bây giờ xin hỏi bác đã được nghỉ hưu chưa ạ? Tôi nghỉ hưu đến bây giờ là được 12 năm rồi. À, bác nghỉ hưu này thì phải bác có về quê chơi không ạ? Rất hay hướng về quê. Cháu nghĩ bác là một người sống tình cảm và hay hướng về quê hương. Đặc biệt là bác hôm nay đến nhà cháu chơi, không phải là khám bệnh, mặc dù là cháu là một lương y. Thì bác là thấy rằng là cháu thỉnh thoảng hay đưa các cái hình ảnh cũng như là video về quê hương của thôn Thọ Vực nói riêng cũng như là một số hình ảnh rộng hơn tới mọi người, nên bác hôm nay bác đến để thứ nhất là thưởng trà và thứ hai nữa là nói chuyện với bác, hai bác cháu được nói chuyện phải không ạ? Quá hay, chính vì
nhờ có video của anh mà tôi lại được coi như là mới biết và mình mới cảm nhận thấy rằng là quê hương của mình rất đẹp. Mời bác uống nước đây ạ. Mời bác thưởng trà. Rồi, trà quê. Xin mời. Nè. À, tức là hôm nay là bác tới nhà cháu là chơi là giao lưu cũng như là bởi vì thấy hình ảnh cháu đưa về quê hương, đặc biệt là quê hương thôn Tổ Vực trong các cái chương trình. Thưa bác, là bác cảm thấy chương trình nào mà bác thích nhất về quê hương thôn Tổ Vực? Tôi thích nhất là cái chương trình, mấy cái chương trình này, thứ nhất là phong cảnh của quê hương. Bởi vì tôi cảm nhận, tôi nhận thấy rằng là đúng là nhờ cái công nghệ và nhờ những người con của làng Tổ Vực mới quay được những các cái cảnh của quê hương mình đổi mới. Nếu như so với những cái thời kỳ mà năm 66, lúc bây giờ là tôi hơn 10 tuổi, 12 tuổi. Thì lúc bây giờ là bắt đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ rồi, cho nên tôi đi về, tôi được về sơ tán ở trong quê. Thì làng mình lúc bây giờ là rất nhiều nhà mái tranh. Thế rồi là anh chị em, bà con nông dân ấy khổ. Kể cả những lúc mà động viên, có như là những cái ngày hội tuyển quân, đưa giao ra quân chẳng hạn, thì có tập trung ra cái đình xuân. Nhưng thực ra nói thì trái sáng của mình, quê hương của mình chỉ có áo nâu thôi. Quần, mặc quần gọi là cái cụ gọi, cái từ gọi là quần lá tọa ngày xưa. Sự nghèo khổ. Thì chỉ có một cái áo nâu thôi. Chính vì thế cho nên đến bây giờ tôi mới cảm nhận thấy rằng là, mới thấy rằng là bao nhiêu năm nay và rồi đi sang, bước sang cái thế kỷ mới, đất nước thì được hòa bình cũng đã lâu rồi, và chính vì có một cái sự thay đổi rất lớn về mặt kinh tế cho nên đời sống của bà con thôn Thọ Vực là thay đổi rất nhiều. Tôi cảm nhận thấy một cái điều rằng là quê hương mình ngày xưa không có chợ. Ngày xưa chợ Dầu là ngày 4 đến ngày 9. Thế thì có muốn mua bó rau muống cũng không khó, cũng không có. Thế nhưng bây giờ mỗi một lần bước chân ra về đến quê là buổi chiều tôi đều đi lượn ra chợ, không mua cái gì đâu. Cháu thiết nghĩ là bác là một người sống rất là tình cảm, bởi vì là cái hình ảnh của quê hương từ cái thời xa xưa nghèo đến bây giờ vẫn có một cái ấn tượng nào đó rất là tuyệt vời ở trong trong trái tim. Nhưng tỏ bác là một người sống rất là tình cảm. Bác là trong một dịp này, đặc biệt là buổi chiều cuối thu đầu đông, không khí có lắng nhưng mà không quá lạnh. Bác có một cái bài cảm xúc, có một cái bài thơ nào, một là bác là tự làm để đọc cho mọi người thì là tốt, và không có thì bác nhớ một cái bài thơ là tình cảm của các bậc nhà thơ trước, bác đọc cho mọi người được nghe trong một cái dịp mà chiều thu như này được không ạ? Trong những cái ngày mà cuối thu đầu đông này thì thực ra nói tâm hồn rất lai láng, nhưng mà tôi thì cũng không phải là nhà thơ, và cũng ít, mặc dù là tôi thì là tốt nghiệp đại học là kỹ sư giao thông. Đấy, nhưng mà với một cái tấm lòng của người con của quê hương thì tôi mới nhớ ra cái bài thơ, tôi mới vẫn nhớ cái bài thơ mà khi mà ông bác ruột tôi là cụ Tiên Chỉ Kiều Xuân Tục thì cụ ấy dịch cái cuốn Phả Họ Kiều, thì cụ ấy có làm một cái bài thơ về gọi giới thiệu đại cương là như thế này: bốn thế kỷ nay sử họ Kiều, đã nên quý phái tự Lê Triều, năm đời tích đức xây nền vững, hai cụ khai hoa tước lộc đều, dòng dõi thân hào ngày lớn mạnh, tiếng tăm lừng lẫy biết bao nhiêu, nêu gương noi gương, con cháu nêu gương sáng, rực rỡ tương lai hạnh phúc nhiều. Cụ Chỉ Tục làm bài thơ này là ngày 14 tháng 3 năm 1961.
Quá hay, cơ bản là bác có nhớ được cái bài thơ được thời rất là lâu rồi. À. Thậm chí một thời mà chúng cháu chưa sinh ra ấy, phải không ạ? Đúng rồi. Vẫn in đậm ở trong trong bác, đó là một cái bài thơ rất là tình cảm, đặc biệt về quê hương. Vâng. Bởi vì là mình nghĩ thế này, tại sao lại như thế? Bởi vì nói thì nói, từng con người thì vẫn có, ai cũng có dòng tộc, cũng có quê hương. Vâng. Đấy, và có cộng đồng làng xã. Thế thì trong cộng đồng làng xã ấy có cái dòng họ Kiều của cái thôn Thọ Vực này. Thế mà lại là các bậc gọi như là các bậc gọi như là bậc tiền nhân là có viết lại những cái phần thơ đấy để nhắc nhở con cháu nêu những cái để mà theo những cái tấm gương ấy mà học tập mà làm việc để cho nó xây dựng cho xã hội, cho bản thân quê hương mình, bản thân cho bản thân mình tốt lên và hạnh phúc lên. Thì sở dĩ tại sao thì tôi cũng lại nói giới thiệu với bạn thế này. Bạn thì lương y thì ở trong cùng một làng, cùng ở trong cộng đồng thôn Thọ Vực này. Thì trong thôn Thọ Vực ấy có nhiều dòng họ, nhưng mà mình biết chắc chắn là dòng tôi biết là dòng họ Kiều ở làng Thọ Vực này rất là đông. Rất đông, vâng ạ. À, xin ngắt lời bác một tí, là có phải bác có họ với bác Thành không? Tôi với ông Thành là ông Kiều Xuân Thành. Vâng. Là anh em con chú con bác. À, tuyệt vời quá. Thưa quý vị và các bạn, là không lâu, cách đây được khoảng tầm vài ba năm thì Minh Cương cũng ghi hình bác Thành. Bác Thành là tới nơi này với một chiếc xe đạp mà cổ của anh trai. Anh trai là thầy giáo Bằng à? Đúng rồi. Thầy giáo Bằng cho, và bữa Minh Cương cũng có ghi hình chiếc xe đạp cổ đó, cũng rất là tuyệt vời. Thì ra là cũng là nhân duyên nên hôm nay lại được ghi hình bác, cũng là anh em với bác Thành. Vâng. Quả là tuyệt vời. Bác có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, một trong những kỷ niệm về ngày xưa của quê hương của thôn Thọ Vực ấn tượng nhất ở trong bác không? Có chứ, rất ấn tượng. Chắc là nhiều nhưng mà xin không, nhưng mà đấy chỉ một cái thôi nhá. Đó là cái năm mà cuối năm 65, đầu năm 6, lúc bây giờ là hãy còn đang chưa rét lắm nhá. Vâng. Thì cái sông đằng sau làng mình ấy là mới được đào. À, mới được đào. Nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi, mà lúc bây giờ là anh Thành anh ấy chưa đi bộ đội. Vâng. Tôi thì mới ở ngoài kia về. Mới ở ngoài Hà Nội về đi về sơ tán lúc nào. Thì buổi khoảng độ lúc bây giờ khoảng độ 3 giờ chiều, hai mấy anh em rủ nhau đi tắm. Ông thì ông biết bơi. Vâng. Ông nhảy ông bơi ở sang bên kia, mà lúc bây giờ cái mương của mình mới đào nó chỉ tầm khoảng độ hơn 10 mét thôi. Vâng. Chứ chưa rộng như bây giờ đâu. À, tôi lại nhảy theo ông ấy. Mình có biết bơi đâu, thế mà dám nhảy theo ông ấy. Vâng. Đã gạo rồi đấy chứ. À, có nghĩa là lúc đó như cảm tưởng như chết đuối rồi. Chưa, tức là với cái ngụp lên cái sướng này. À, ngụp lên ngụp xuống. Thế là bác ấy, anh ấy trông thấy thế, anh ấy bơi, anh quay lại, anh ấy đội tôi, anh đẩy vào. Vâng, vâng. Một kỷ niệm không quá đẹp nhưng mà rất đáng nhớ, bởi vì cái kỷ niệm đó là giống như là một sống hai chết ý. Nếu mà bác Thành lúc đó mà không nhìn thấy bác, ông nhìn ra bỏ về thì là bác xong thì không có ngày hôm nay. Đúng. Thì đúng là tất cả đều là một nhân duyên, nên người xưa nói là sống gặp nhau, kể cả một chiếc lá rơi cũng đều là nhân duyên. Nên hôm nay được bác tới chơi, được uống trà thế này, được ngắm, đặc biệt là được ngắm cái khung cảnh của mùa thu, cuối mùa thu sang đông này, cũng là một cái nhân duyên rất là tuyệt vời. Không biết nói gì hơn. Cảm ơn bác và chúc bác với gia đình có nhiều sức khỏe, rồi cũng như là luôn để đạt những thành tựu trong cuộc sống. Đặc biệt là khi bác có tuổi rồi thì cũng là một cái điểm tựa cho con cháu được vươn lên. Xin được nắm tay bác. Vâng, xin cảm ơn đấy, và cũng xin chúc gì, tâm sự về gì một chút về lời chúc về tới quê hương thôn Thọ Vực cũng như là tất cả quý vị và các bạn ở quê hương thôn Thọ Vực không ạ? Có chứ. Chứ như vậy là trước hết là phải chúc Minh Cương đấy, là phát triển trên con đường y học và làm cho khuếch trương cái một cái địa điểm mà chữa bệnh cho cộng đồng dân cư thực sự lớn lao, ngày càng phát triển. Thế rồi các bạn ở thôn Thọ Vực mà cố gắng là
học hành, học cho giỏi, làm được nhiều công việc tốt. Và hàng năm như vậy là tổ chức đá bóng. Đá bóng hoặc cả lễ hội rồi. Lễ hội, vân vân. Chắc đấy. Là bác cũng xem cả chương trình đá bóng mà cháu... Có, xem rồi. Đặc biệt là đá bóng trong những dịp lễ hội. Thông thường lễ hội là sẽ diễn ra đá bóng trước ngày lễ hội một thời gian. Và ngày kết thúc là ngày lễ hội, tùy theo. Thì bác cũng có xem phải không ạ? Có xem. Chưa kịp, coi như là hôm ấy tôi xem là tôi thấy có cả cái chương trình coi như là anh em ủng hộ cho đội bóng làng Thảo Vực, do đội bóng ủng hộ để một chút chút cái tài chính để anh em có cái động viên, rồi là hay là sắm sửa quần áo các cái thứ gì đấy. Thì là mình chưa kịp là mình mới xem đấy mà không biết là làm mà ai làm. Chính vì thế cho nên về sau tôi rất nhiều lần đi về quê mà cứ đảo qua đảo lại đây mà không nghĩ đến đến đây như đấy, cho nên là bạn phải có một cái biển. À, cháu sẽ sau này cháu sẽ không cần nhiều nội dung. Hoặc là khi mà có các cái chương trình gì hoặc là kêu gọi gì, cháu sẽ cũng có số điện thoại để ai thích hợp thì có thể một là chuyển khoản, hai là có thể gửi về người thân, cho tới người thân để đưa tới các ban tổ chức vẫn là tốt. Thí dụ như một cái chương trình với cộng đồng làng ngày xưa mà anh Đặng Đình Đoàn này này. Vâng. Anh Đặng Đình Đoàn này này, anh có làm trưởng thôn đấy. Vâng. Thì lần ấy là anh ấy có điện cho tôi là ở trong là bọn cháu, các cháu chúng cháu là định nâng làm hai, nâng cấp lại hai cái nhà tiếp linh. Vâng. Ở đầu là một cái và ở Đồng Dương một cái và ở Bãi anh cái. Vâng ạ. Thế thì lần trước thì là mình cũng đã có những cái ủng hộ về gọi là công đức về trong đình này rồi. Vâng ạ. Thế nên lần ấy là tôi cũng công đức về ở trong làng về cho anh Đặng Đình Hoàn này. Tuyệt vời quá. Hy vọng là bác với tất cả người con của quê hương Thôn Thảo Vực có thể đi làm ăn xa, ở một nơi xa đều hướng về quê hương để giúp một phần để quê hương phát triển. Tức là mỗi người đóng góp cho quê hương một chút, đặc biệt là các cái công trình công cộng như là đình, chùa rồi vân vân, để làm cho thứ nhất là có cái tinh thần, thứ hai nữa là làm cho quê hương đổi mới thêm. Một lần nữa xin được nắm tay bác, chúc bác có nhiều sức khỏe. Xin được nắm tay bác. Cảm ơn. Rồi. Mời bác uống chè đấy ạ. Vâng. Xin mời. Phép bác là bác có thể cung cấp địa chỉ của bác hiện nay ở đâu để có dịp biết đâu cháu có dịp tới để alo bác cà phê nhỉ? Rồi, rất mong muốn là nếu mà có dịp đi ra đấy thì đến nhà tôi là E4 và 108 E4 phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Nằm trên đường Nguyên Hồng. Vâng, gần cạnh cái gì lớn lớn không bác? Cạnh có, như vậy là nếu mà một đằng về phía trên đê Giảng Võ là Đài Truyền hình Trung ương. À, gần khu vực Đài Truyền hình Trung ương. Và một phía là Đài Truyền hình Hà Nội. Và trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Và đến như vậy là đi đến nhà hát Âu Cơ. Và nếu mà từ ở đây này đi nhà hát Âu Cơ thì rẽ vào đường Nguyên Hồng. Và qua nhà trẻ mầm non Thành Công ở đây thì đến cái dãy nhà E4. Và mong muốn là những anh em thôn Thọ Vực mà nhớ đến tôi thì đến địa chỉ trên uống cà phê hoặc có thể uống rượu, vì nhà tôi bây giờ chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi, hai ông bà già. Xin được cảm ơn bác ạ. Vâng đấy, có dịp mà quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ ở chỗ bác thì tới chỗ bác để uống cà phê, uống trà, thậm chí uống rượu chơi. Cảm ơn bác. Nhà tôi rất gần hồ Thành Công. Vâng, một cái khuôn viên rất đẹp. Xin cảm ơn bác ạ. Bác cởi mở quá trong thành phố. Vâng ạ.